Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Dĩ An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn biệt thự phải nói là cực đẹp luôn. Trước khi review căn biệt thự này, Tuấn Nguyễn xin quay qua con đường nhựa trước nhà của chúng ta cũng như khu dân cư xung quanh hàng xóm để cho quý vị nắm thêm chút xíu nữa. Đây, hàng xóm của chúng ta thì có những cái căn nhà cao như thế này. Đó, thưa quý vị, đường nhựa trước nhà là đường nhựa 6m quý vị nhá. Đấy, con đường nhựa này là 6m. Đây, có gờ giảm tốc này, rồi có hố ga này, đấy, cống thoát nước này. Ok chưa quý vị? Vâng, và thưa quý vị, căn biệt thự của chúng ta tọa lạc tại thành phố Thuận An quý vị nhá. Đấy. Và căn biệt thự mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là căn biệt thự này. Đây quý vị, một căn biệt thự phải nói là siêu của đẹp luôn. Diện tích cực kỳ rộng. Căn biệt thự này có diện tích chiều ngang của chúng ta là 15m, chiều sâu lên tới 25m quý vị nhá. Tổng diện tích là 375m², thổ cư là 180m². Đấy, chủ nhà mới lên 180m² thôi để xây căn biệt thự này quý vị này, thì còn là 195m² nữa là đất trồng cây lâu năm, thì sau này về đây chúng ta có điều kiện, có nhu cầu thì chúng ta lên, chứ ở trong khu dân cư hiện hữu như thế này thì chúng ta lên hết thổ cư thì cũng tốn tiền đúng không quý vị, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ có sân vườn này, rồi là nhà xe, rồi là cây cảnh, rồi là hồ cá coi vân vân thôi, chúng ta lên nhiều làm gì cho nó tốn đúng không quý vị. Và đây là cái bờ tường hàng rào của chúng ta, đấy, cao cổng kín tường. Đấy, bê tông cốt thép ở trên thì sắt đúc CNC sơn màu đồng như thế này. Đấy, rất là vững vàng. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, tới khu vực này là hết quý vị nhá, 15m. Thì đấy, Tuấn Nguyễn quay qua thôi, nhưng mà chỉ báo cho quý vị là 15m. Đấy. Căn biệt thự này thiết kế một tầng trệt, một tầng lầu quý vị nhá. Đấy. Tổng diện tích thì chúng ta có là 375m², 180m thổ cư, 195m là đất trồng cây lâu năm. Biệt thự mái thái, bên trong có pha chút xíu hoa văn tân cổ điển quý vị nhá. Một trệt một lầu. Căn biệt thự này chúng ta có 3 phòng ngủ, đấy, 2 phòng ngủ trên, 1 phòng ngủ dưới. Đấy, 4 nhà vệ sinh, xin lỗi quý vị. Chúng ta có sân xe hơi rộng rãi, có ra gara xe, có phòng thờ. Đấy, và vườn cây cảnh rất là đẹp. Đây quý vị nhìn này, cao cổng kiến tường nhôm đúc sơn màu đồng. Cái này thì chúng ta lật lên lật xuống này. Đấy, quý vị thấy không? Đây. Đó, quý vị về đây đi xe hơi. Đấy. Thì chúng ta bỏ cái này xuống, đúng không ạ? Là chúng ta phóng xe hơi lên. Còn đến khi chúng ta không đi nữa thì chúng ta sẽ lật cái này lên. Đó. Đấy, quý vị thấy chưa? Người ta làm cực kỳ khoa học luôn. Đó. Và căn biệt thự của chúng ta cổng đây rất là đẹp. Đây là cổng chính. Và bên tay phải của chúng ta đây là một cổng nhỏ, chúng ta đi xe hơi, cũng đi xe Honda, xin lỗi quý vị, cũng như là lối đi bộ. Đây là bên phải căn biệt thự của chúng ta, có một cái khu vực chạy thẳng vào gara xe hơi ở phía sau kia quý vị nhá. Đấy, khu sân vườn như thế này, cực kỳ rộng luôn. Trên này thì quý vị về có thể trồng mướp rồi, hoặc là làm mái che cũng được. Nói chung là theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì không cần. Mình để như thế này để cho nó lấy ánh nắng này và lấy mưa để cho những cái cây này nó tươi xanh, đúng không quý vị? Chúng ta làm ở đây thì cũng chẳng làm gì, bởi vì chúng ta có gara xe hơi ở phía trong kia. Và ở phía trước, đây là không gian phía trước, quý vị cũng có thể đậu xe hơi ở đây được, quý vị nhá. Đấy, chúng ta để gọn cái cây mai này vào xíu thôi. Chủ nhà này thì toàn những chơi những cây cảnh khủng thôi. Đây quý vị nhìn này, mai rất là lớn, đúng không ạ? Mai, chậu mai như thế này thì quý vị biết là cũng rất gì là tốn kém đấy, đúng không ạ? Cũng mấy chục triệu một chậu như thế này. Đấy, phía trong này thì không gian uống trà, có bộ bàn sắt CNC tân cổ điển như thế này. Quý vị ngồi đây uống trà, ngắm trăng, ngắm sao, uống cà phê. Đây quý vị, đấy, đây là cây xoài. Đấy, hàng rào này, quý vị thấy có đèn này, đèn LED hết nha. Đây là không gian mở ở phía phía bên hông tay trái. Đấy, chúng ta trừ ra khoảng 1,5m đến 1,7m như thế này. Đấy, quý vị thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Căn biệt thự rất đẹp quý vị nhá. Mới tinh, mới vừa tân gia xong. Nhà bác chủ nhà này thì ở thành phố Thủ Đức quý vị nhá. Còn ở đây là thành phố Thuận An.
hai căn nhà. Đấy. Con thì bây giờ cũng đi du học hết rồi. Đấy. Không có ở hết. Đành phải nhường căn biệt thự này lại thôi cho quý vị thôi. Đây. Bây giờ Tuấn Nguyễn đi vào bên trong, chúng ta có 5 bậc đá phong thủy này, màu đen. Hai bên có hai cái bồn nước như thế này. Đấy, quý vị nào mà phong thủy thì quý vị thích thì quý vị để, hợp thì quý vị để, mà không hợp thì quý vị bỏ ra, đúng không ạ? Đấy, hai bên đều như thế này. Cây bồng, cây bưởi ở đây này, quý vị nhìn rất là nhiều. Đặc biệt, căn biệt thự của chúng ta, nội thất gỗ gõ đỏ rất là nhiều, đúng không ạ? Cánh này là bằng gỗ gõ đỏ này. Còn ở bên hông mà tiếp xúc với ánh nắng và mưa thì chủ nhà lại làm bằng côm nhôm kiếng sinh pha, quý vị nhá. Tuấn Nguyễn cũng rất là đồng ý với chủ nhà, quý vị biết tại sao không ạ? Gỗ tuy là rất là tốt nhưng mà cái thời gian lâu dài á, mình tiếp xúc với ánh nắng và mưa thì không có cái gì chịu nổi đâu, bằng nhôm sinh pha đâu quý vị ạ. Cho nên Tuấn Nguyễn rất đồng ý với chủ nhà thiết kế lắp đặt theo cái kiểu như thế này. Đèn chùm, đèn pha lê, phòng khách chúng ta có hai cái. Ghế là nệm da như thế này. Và đặc biệt là những cái cửa sổ có cái màn gió như thế này, chúng ta chỉ cần đụng cái là nó tự động nó kéo ra quý vị ạ. Đây. Đâu rồi, lúc nãy Tuấn Nguyễn đụng cái là nó tự động nó kéo ra mà. Ông chủ ơi, tắt điện rồi hay sao quý vị? Đấy. Rất là đẹp, đúng không ạ? Chắc trong này là ổ điện này. Đấy, chủ nhà làm như thế này. Phòng khách đây quý vị. Quý vị thấy phòng khách rộng chưa? Phòng khách này đến 34 m², tầm đấy. Một dàn rượu này, tivi loa âm thanh này. Đẹp không quý vị? Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Sau này chúng ta về chúng ta không thích bộ bàn ghế này thì chúng ta sẽ đổi bộ bàn ghế khác đúng không ạ? Đây, dàn nhạc, dàn âm thanh. Đấy, đàn guitar điện này. Quý vị thấy chưa? Chủ nhà phải nói chơi cực kỳ chất luôn. Quý ông thì chắc chắn ai cũng thích cái hình ảnh này đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo vào trong đây thì chúng ta có cửa bên hông này, nhìn ra cái sân vườn bên hông cũng như đi vào gara xe này. Nguyễn sẽ quay sau cho quý vị xem. Đây, không gian phòng ăn, phòng bếp. Chúng ta có một cái lam bê tông như thế này. Đấy, để những cái tủ rượu với lại tivi bên ngoài ngăn cách giữa phòng ăn và phòng bếp rất là xa. Thì quý vị biết rồi, 375 m² cho một căn biệt thự này thì thoải mái, gia chủ thiết kế đúng không ạ? Phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, master tơ hết quý vị nha, master tơ hết. Đó. Bộ bàn ăn 6 ghế đây. Mặt đá, ghế nệm da. Ở trong này là chúng ta có bàn ba này. Đấy. Quý vị nhìn những cái ly dùng của chủ nhà thì quý vị biết là họ cũng rất là chịu chơi đúng không ạ? Bếp từ này, máy hút mùi này. Đặc biệt là những cái công tắc điện này là nhập khẩu hết quý vị nhá. Đấy, quý vị nào mà sành thì quý vị chỉ cần nhìn qua quý vị biết thôi. Hai dàn tủ bếp trên dưới tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết. Tủ lạnh hai cánh Hitachi mới tinh. Đấy, căn nhà này vừa hoàn công xong quý vị nhá. Đấy, vừa về nhà mới xong. Và phía tiến vào phía bên trong này chúng ta có phòng ngủ dưới trệt. Đây, phòng ngủ master dưới trệt đây. Quý vị nhìn cực kỳ rộng luôn. Đặc biệt, quý vị biết không? Căn biệt thự này có không gian mở 4 chiều quý vị nhá. Cho nên phòng này quý vị thấy này, cửa sổ này đúng không ạ? Đó, cửa sổ bên sân bên hông và nhìn ra gara xe hơi. Gạch thì lát phun quý vị nhá. Đây. Phòng ngủ thôi mà gạch lát phun từ dưới lên trên quý vị này. Đấy. Thì thế này thì đến bao giờ cho nó hư được đúng không quý vị? Cửa nhôm kiếng sinh pha. Đó là phòng ngủ dưới trệt. Bên tay trái này chúng ta có một nhà vệ sinh. Đây quý vị. Đấy, labo rửa mặt, gương soi. Sau này chúng ta sẽ bố trí một cái gương lớn ở đây. Chủ nhà vừa làm cho nên chưa kịp hoàn thiện quý vị nhé. Và bên trong này là nhà vệ sinh này. Bồn cầu, labo rửa mặt, gương soi bên trong này cũng có rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta có thể thiết kế thêm một ngoài đây. Và bồn rửa của ngoài đây thì di động. Đúng không ạ? Ở bên trong kia cũng có rồi. Nhưng mà ở ngoài đây thì chúng ta nếu mà khách khứa đông làm rau, làm gà, làm vịt, chúng ta cũng có thể tận dụng ở không gian này. Gạch thì lát phun hết. Tiến về phía sau này là chúng ta có một cái không gian. Thì Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị là không gian mở 4 chiều. Thì đây, ở ngoài đây thì các ông ăn nhậu rồi các thứ thì cũng có thể đi ra đây. Ói rồi rửa mặt rồi tiêu tiểu gì ngoài đây cũng rất là tiện lợi đúng không? Tường thì người ta dán cái kiểu này quý vị này.
Đó, ok chưa? Xung quanh đây là vườn cây. Đó. Bên kia thì nhà xưởng, xưởng may của doanh nhân nào đó. Đây, không gian mở 4 chiều, camera an ninh. Đây quý vị. Và đó là cái gara xe hơi của chúng ta, quý vị nhá. Chút xíu thì Tuấn Nguyễn sẽ quay cho quý vị xem. Vâng. Bây giờ thì Tuấn Nguyễn sẽ đi lên lầu. Chúng ta tham quan cái công năng ở trên lầu căn biệt thự này có những gì. Thưa quý vị, đây là bậc cầu thang lên xuống bằng đá hoa cương màu đen. Chúng ta có tay vịn cũng như trụ bằng gỗ gõ đỏ này. Và cái sen hoa này thì bằng nhôm đúc. Đấy, sơn màu đồng như thế này. Trên tường này thì chủ nhà dán gạch hết đây quý vị. Đó, dán full lên mái, lên trần luôn. Quý vị thấy sao? Đấy, đèn này. Lên đây thì chúng ta có cửa bên hông. Nhìn ra cái sân bên hông cũng như là cái gara xe hơi của chúng ta đây. Mái thái, quý vị nhá. Cửa cuốn đức, chúng ta bật ra để Rolls Royce, Lamborghini. Xe bình thường thì chúng ta để ở ngoài. Đây quý vị, lên lầu ha, lầu 1 của chúng ta. Căn biệt thự của chúng ta thì chỉ có thiết kế là một tầng trệt, một tầng lầu thôi. Lên đây thì công năng như thế nào? Tuấn Nguyễn bật điện lên. Giới thiệu cho quý vị cho nó rõ ràng, đúng không ạ? Cho nó hết cái công năng. Đây, Tuấn Nguyễn bật điện, quý vị chờ chút xíu. Chưa có cái gì hết. Phòng master quý vị này. Wow. Một căn nhà mới tinh. Nhưng quý vị trong cuộc sống mà không có gì là không thể cả, đúng không? Dù đẹp đến bao nhiêu, chúng ta có công có việc, nợ nần chúng ta cũng phải giải quyết thôi, đúng không quý vị? Đây, ban công cũng như cửa bên hông. Đấy, cửa nhôm sinh pha hết quý vị nhá. Quý vị thấy ok chưa? Ok chưa quý vị? Cửa bên hông của chúng ta, Tuấn Nguyễn sẽ cho quý vị xem nhôm đúc này. Đấy, có cột luôn quý vị nhá. Đây, mặt tiền bên hông này. Đấy, khu dân cư của chúng ta. Và bên kia là cái khu chung cư. Thì chúng ta đi ra con đường DT743 chỉ khoảng không đến một cây số quý vị nhá. 800 mét thôi là chúng ta đi ra con đường DT743 rồi. Đấy, đây là khu dân cư hiện hữu của dân Bình Dương. Đấy, căn biệt thự này rất là mát quý vị ơi. Ở đây này quý vị nhìn cái bóng là quý vị biết này. Giờ này gió vào đây cực kỳ mát. Mát rượi luôn. Đấy, ở trong này thì quạt này. Quạt thì thôi không nói rồi, nhưng mà Tuấn Nguyễn cũng giới thiệu cho quý vị biết rồi thôi. Quạt mà tính cái gì, đúng không ạ? Trần trí thạch cao đẹp này, tủ gỗ gõ đỏ này, máy lạnh gắn sẵn này. Đặc biệt là cái phòng nào người ta cũng ốp gạch hết quý vị nhá. Ốp gạch full luôn. À, đây là một cái vấn đề mà thực ra thì cũng ít căn nhà người ta làm được như thế này, đúng không quý vị? Đấy, lavabo rửa mặt, gương soi này. Đấy, gạch lát full, vòi tắm này, inox 304. Quý vị thấy ok chưa? Tuấn Nguyễn rất thích cái tủ quần áo này. Trần trí thạch cao cũng rất là trẻ trung, hiện đại, đẹp. Đặc biệt là phòng ngủ rộng. Phòng ngủ này lên tới 22 đến 24 mét vuông quý vị nhá. Và ở giữa đây chúng ta có không gian mở. Không gian mở này thì quý vị có thể để bộ bàn ăn ở đây này. À xin lỗi quý vị, bộ salon ở đây này. Chúng ta làm phòng khách số 2 đúng không ạ? Tiếp khách con cái của chúng ta sau này nó lớn rồi, nó học cấp 2, cấp 3 rồi, nó có bạn bè thanh niên thì chúng ta để một cái bộ salon ở đây để cho các cháu ngồi trên đây cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nó riêng tư, nó chả làm phiền đến mình ở dưới. Đấy. Và đây là có một nhà vệ sinh khiếp ở bên ngoài này. Nhà vệ sinh này thì chắc chắn là dùng chung cho cái phòng ngủ phía trước, đúng không ạ? Phòng ngủ phía trước là nó gần cái phòng thờ, cho nên người ta không được phép làm cái nhà vệ sinh ở phía trước, mà người ta cố tình làm cái vệ sinh ở đây để cho phòng ngủ ở phía trước dùng, cũng như cái phòng sinh hoạt chung đây, quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn cái lavabo rửa mặt này, gương soi là quý vị biết hàng cũng xịn rồi, đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là cái phòng nào gạch cũng lát full, bồn cầu xịn luôn, đấy. Cửa nhôm chinh pha, ok. Đấy, quý vị nhìn cái tay cầm cửa nhôm chinh pha, rất xịn, đúng không ạ? Cực kỳ xịn luôn. Đó. Ở ngoài này thì chúng ta cũng có tủ để đồ này, để rượu này. Đấy. Rồi là quý vị muốn để gì để
đặc biệt là có cái cửa này. Cửa này là cái cửa ra cái ban công mặt tiền bên hông. Đấy, chúng tôi quay hết cho quý vị xem, đúng không ạ? Đây, ở dưới cũng có và ở trên cũng có. Đó, đây quý vị, mặt tiền bên hông, đúng không ạ? Mình đứng ở xa xa kia, mình nhìn căn nhà này. Đây, ở phía sau này quý vị này. Đó, tức là căn nhà của chúng ta xây theo cái kiểu hai mặt tiền đấy. Căn biệt thự này xây theo cái kiểu hai mặt tiền này quý vị. Đây, đèn này. Đặc biệt là gạch người ta ốp như thế này nè quý vị ạ. Gạch ốp như thế này thì chừng nào mà hư được, đúng không ạ? Cực khó hư. Nhôm này, nhôm đúc quý vị này. Ok chưa? Đây người ta trồng hoa hồng. Đấy, quý vị nhá. Chưa ở luôn, mới xây xong. Như Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi, trong cuộc sống mà không gì không thể xảy ra cả. Và đây là phòng số 3, phòng ngủ số 3 của chúng ta đây. Phòng này thì so với hai phòng kia thì phòng này nhỏ hơn chút xíu, nhưng nhỏ là so với cái căn biệt thự này thôi, chứ còn so với nhà khác thì phòng này cũng còn là coi nào, phòng này khoảng 5-20 mét, chiều này 5, chiều này 4, 5-4-20 mét, đúng không ạ? Đây, 20 mét vuông. Còn các phòng khác thì đến 26-28-30 mét vuông, rất là rộng. Đây, nhà hàng xóm cái bên cũng có một căn nhà rất là đẹp, đúng không ạ? Nhà 2 lầu 1 trệt, ngang 5, rất đẹp. Bên kia cũng vậy, đúng không ạ? Nhà hàng xóm của chúng ta, dân cư hiện hữu ở đây, quý vị khỏi lo. Cực kỳ đẹp chưa? Rất rộng quý vị nha. Rất là siêu luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, dây chờ máy lạnh thì có sẵn như thế này. Trong phòng này gì đấy, chúng đã tư vấn cho quý vị rồi. Chưa kịp ở, đấy, nội thất thì cũng chưa sắm hết, chưa sắm được nhiều. Nói chung khoảng 5-60% thôi. Và cuối cùng, ở bên đây là một cái căn phòng thờ. Chúng ta sẽ tham quan căn phòng thờ, xem nó đẹp như thế nào. Căn phòng thờ này cái cái điện ở đâu? Cái căn phòng thờ này cái điện ở đâu anh nhỉ? À? Hay là chưa có điện? Chưa lắp điện à? Đây thì chắc là người ta chưa ở quý vị ạ, cho nên người ta chưa có cầu điện lên đây. Tuấn Nguyễn sẽ quay qua cho quý vị xem. Đó, căn phòng thờ này thì cũng không phải là quá lớn đấy, nhưng mà cũng không phải là nhỏ. Đây, ở phía ngoài này thì chúng ta lại có một cái bộ bàn, chúng ta uống trà, uống thuốc. Đây, quý vị thấy ok chưa? Căn nhà chúng ta mà bây giờ quý vị nhìn cái ánh nắng bên kia nó nắng cỡ nào. Đấy, đất Bình Dương bây giờ Tuấn Nguyễn cảm nhận được khoảng 38-39 độ, nhưng mà mình đứng ở đây thì bóng mát như thế này quý vị biết rồi, hướng này cực mát. Lúc nãy Tuấn Nguyễn nói với quý vị là hướng Tây Nam phải không ạ? Rất là mát quý vị nhá, không có một xíu ánh nắng nào. Chắc là buổi chiều đấy, 4-5 giờ thì may ra mới có ánh nắng vào đây được, đúng không? Đấy, hai cột bê tông lớn như thế này, xung quanh là nhôm đúc. Đấy, quý vị thấy ok chưa? Rất là rộng rãi. Bên đây chúng ta có bồn bông đấy, của căn phòng ngủ ở đây, chúng ta nhìn ra bồn bông ở bên đây. Đó, đây là hàng xóm này. Bên kia là căn biệt thự của nhà hàng xóm quý vị nhá. Đó, căn biệt thự nhà hàng xóm đây. Quý vị nhìn đây. Đó, thấy chưa? Sát nhà chúng ta có căn biệt thự nhà hàng xóm. Bên đây thì toàn nhà 2 lầu 1 trệt, ngang 5 mét. Đó, quý vị thấy chưa? Khu dân cư hiện hữu. Căn biệt thự của chúng ta ở đây, nói thì không biết có hơi quá lời không, nhưng mà chắc chắn là đẹp nhất ở đây rồi quý vị ạ. Đặc biệt, căn biệt thự này có một cái đặc biệt mà Tuấn Nguyễn chưa tiết lộ với quý vị, thì điều đó cũng sắp diễn ra rồi. Quý vị là biết là có đoán ra là điều gì không? Giá cả quý vị nha. Tuấn Nguyễn bật mí luôn cho quý vị, giá cả rất rẻ. Thật sự ai mà sở hữu được cái căn biệt thự này, sinh sống ở đây thì ôi cha, còn gì để mà nói nữa, rất đẹp quý vị nha. Vâng, Tuấn Nguyễn review xong rồi. Bây giờ
Thời lượng còn lại của chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Nguyễn sẽ dành ít phút để báo giá cho quý vị. Đồng thời chúng ta ra bên ngoài, chúng ta tham quan cái gara xe hơi một chút xíu nữa. Đấy. Vâng, thưa quý vị, căn biệt thự này anh chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 13 tỷ đồng thôi quý vị ơi. Quý vị đã bao giờ mà thấy căn biệt thự 375m2 xây dựng mới tinh, gặp gạch thì ốp phun như thế này, trong nhà thì toàn đồ xịn sò như thế này mà giá chỉ có 13 tỷ đồng thôi quý vị à? 13 tỷ đồng theo quý vị thì như thế nào? Quý vị thấy 13 tỷ đồng có mắc không? Căn biệt thự đẹp như thế này, căn biệt thự này người ta xây cũng gần 7 tỷ rồi quý vị nhá. Tiền xây không là cũng gần 7 tỷ căn biệt thự này rồi. Đó, chưa tính giá đất, chưa tính nội thất mà người ta bán có 13 tỷ thôi. Trong đó quý vị còn được thương lượng nhẹ với chủ nhà nữa nha. Đấy, Tuấn Nguyễn xin bật mí cho quý vị. Không gian phía trước thì rộng mênh mông bao la như thế này. Ở trong một căn biệt thự đẹp như thế này, 375m2. Đấy, đi ra con đường DT huyết mạch 743. Đấy, chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Đông, Bình Dương cũng như lên Cao Nguyên. Đó, rất là thuận tiện, đi có 700-800m thôi, chúng ta ra tới nơi rồi. Giá có 13 tỷ đồng mà còn thương lượng nữa. Bên này, bên tay bên hông này, chúng ta có một cái sân vườn này. Ôi chao ơi, nó rộng đến chừng nào quý vị. Không gian mở 4 chiều quý vị nhá. Còn đây, chúng ta có một cái gara xe hơi. Đó, gạch cũng ốp phun từ trong ra ngoài luôn, từ dưới lên trên luôn. Chủ nhà thì mới để cái chiếc Toyota thôi. Sau này quý vị có Lamborghini, có Lexus hay Camry gì đấy, chúng ta chạy vào đâu cho nó đỡ mưa đỡ nắng, đúng không ạ? Còn phía ngoài đây quý vị muốn đậu ba gác hoặc là xe VinFast hay cái gì cũng được, quý vị đậu thoải mái luôn. Đấy, một căn nhà cực kỳ rộng, 375m2. Xây mới tinh. Đấy, gạch thì cứ ốp từ dưới lên trên như thế này. Đấy, cửa nhôm chính pha xịn sò như thế này. Còn cửa phía trước với trong phòng ngủ với lại nội thất bên trong là gỗ gõ đỏ hết. Đấy, cầu thang nhôm đúc dày dặn chắc chắn như thế này. Giá chỉ có 13 tỷ đồng thôi quý vị nhá. Ôi cha, Tuấn Nguyễn nghĩ rằng đi review biệt thự cũng rất nhiều. Ở trong vùng sâu vùng xa thì Tuấn Nguyễn không nói làm gì. Nhưng ngay thành phố Thuận An đây, cách con đường DT 743 của chúng ta có 800m thôi là chúng ta ra con đường DT 743 rồi, chạy lên trung tâm thành phố Thủ Dầu Một có một tích tắc thôi. Mà giá có 13 tỷ đồng còn thương lượng. Thật sự Tuấn Nguyễn cũng không thể dối lòng mình được mà nói với quý vị rằng căn biệt thự này rất rẻ, đúng không ạ? Chúng ta còn thương lượng nữa quý vị nha. Vâng, kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian. Kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên review biệt thự đẳng cấp, biệt thự đẹp quý vị nha. Giấy tờ rõ ràng, hợp lệ. Đặc biệt là có những căn như căn này giá rất là rẻ. Quý vị xem được cái video này, thấy căn biệt thự này đẹp, rộng, đấy, mới xây, mới tinh, giá 13 tỷ thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn để chúng ta tận dụng cái cơ hội này để sở hữu những cái biệt thự đẹp như thế này. Không thì người khác sẽ mua mất quý vị nha. Đấy, người ta nói rồi, của ngon ai để chợ trưa, đúng quý vị? Của ngon thì không bao giờ người ta để chợ trưa và chiều cả, đúng không ạ? Đây là cơ hội để cho quý vị tận dụng thời gian, cơ hội, nắm bắt lấy cơ hội này quý vị nhé. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với. Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Và quý vị hãy xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ ấn chuông để chúng ta có mỗi video mỗi buổi chiều cũng như buổi sáng để cho quý vị xem. Đấy, lựa chọn những căn nhà đẹp và mẫu đất đẹp cũng như là những căn biệt thự đẹp để quý vị mua. Tuấn Nguyễn xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn trong thời gian qua rất nhiều. Và bây giờ Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.